Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào vụ đông xuân 2024-2025 với dự báo bất lợi về thời tiết. Bà con cần chuẩn bị đất ra sao để cây lúa thuận lợi phát triển ngay từ đầu vụ? Những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay. Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Như thường lệ, những thông tin cập nhật trong tuần của ngành nông nghiệp xin được mở đầu chuyên mục Nhà nông và thị trường hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị khán giả, thưa bà con nông dân, theo dự báo thì mùa mưa năm 2024 khả năng kết thúc muộn hơn trung bình nhiều năm, từ 5 cho đến 10 ngày. Điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến lịch gieo xạ của vụ lúa đông xuân 2024-2025 ở nhiều địa phương. Tại đồng bằng sông Cửu Long, vụ lúa đông xuân này sẽ có những bất lợi gì? Ở khâu làm đất thì bà con cần phải chuẩn bị ra sao để cây lúa được khỏe mạnh ngay từ đầu vụ? Nội dung này sẽ được chúng tôi gửi đến cho quý vị và bà con trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Theo cái lịch thì mọi năm là thường thường là một là cuối tháng 11 hay đầu tháng 12 là bắt đầu là xạ vụ 3. Còn nếu xạ theo cái tình hình là thời tiết bây giờ thì nó cũng hên xui đấy, chẳng biết được. Có thể là cũng mưa nhiều, tình hình đấy chắc cũng không khả quan. Nếu mà mưa nhiều thì xạ thì chắc nó phải hao hụt nhiều rồi. Vụ đông xuân 2004-2005 sắp tới thì hiện nay thứ nhất là một là tình hình mưa bão cuối vụ vẫn còn đang tiếp diễn, và thứ hai nó lũ về chậm, và dự báo của những trung tâm khí tượng thủy văn thì nó còn từ 2 đến 3 cơn bão sắp tới, thì do đó cũng là một cái điều kiện khó khăn để bà con mình trong cái chuẩn bị xuống giống trong cái giai đoạn từ đầu tháng 11 đối với địa bàn của huyện Vĩnh Thạnh. Lịch thời vụ thì trên ngành nông nghiệp, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cần Thơ cũng đã công văn về cho khuyến cáo đưa ra cái lịch thời vụ để cho từng địa phương để xây dựng cụ thể, là thí dụ bắt đầu từ cái ngày 3 tây tháng 11 trong cái đợt 1 cho đến ngày là 9 tây tháng 11. Còn thứ hai giai đoạn đợt 2 là xuống giống tập trung ở giai đoạn từ 25 tháng 11 và cho đến là ngày 31 tây tháng 12 thì sẽ dứt điểm trong cái vụ đông xuân sắp tới. Tại hợp tác xã Tiến Thuận, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, đơn vị hình mẫu 50 hectare đầu tiên tham gia đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare, chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Ngay từ đầu vụ đông xuân này,
bà con tiếp tục ứng dụng quy trình canh tác lúa bền vững với kỹ thuật bón phân thông minh của chương trình canh tác lúa thông minh phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, giúp xử lý rơm rạ và chất độc phèn bằng chế phẩm bio canxi. Mùa vụ đấy mà một năm làm ba vụ thì mùa nọ cách mùa kia, tức là thời gian nó không dài, cho nên mà nếu mà để bình thường thì nó phân hủy khác không kịp thì nó sẽ làm cho đến là ngộ độc hữu cơ cho cây lúa, rễ không phát triển được. Nhưng mà khi có giải pháp của bio canxi đưa vào thì nó làm cho rơm rạ phân hủy nhanh, trong khi đó lại làm giảm được phèn, tức là giảm dằng phèn được, thì cây lúa phát triển rất tốt, tức là rễ ra rất đều và dài. So với các cái vụ lúa khác thì vụ lúa đông xuân nó thuận lợi hơn về điều kiện thời tiết. Thứ nhất về nước tưới nó cũng tương đối đầy đủ. Thứ hai nữa là nó sinh trưởng và phát triển trong một cái mùa nắng rất là đẹp. Do vậy thì nếu mà chúng ta đầu tư đúng và hợp lý thì cái năng suất lúa và cái chất lượng lúa của vụ đông xuân sẽ đạt rất là cao. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là đối với đồng bằng sông Cửu Long nó cũng có những cái vấn đề nhất định từ cái trong cái đất trồng lúa. Trong đó thì nó có thể tóm tắt trong ba cái vấn đề lớn. Thứ nhất là vấn đề ảnh hưởng của phèn. Chúng ta biết là đồng bằng sông Cửu Long là canh tác lúa hầu hết là trên cái nền đất phèn, trừ những cái vùng đất phù sa ở ven các sông lớn. Thì đất phèn thì nó một phần nó sẽ gây cho cái ngộ độc rễ, phần khác thì nó làm cho nó giảm cái tính hữu dụng của các nguyên tố dinh dưỡng khi chúng ta bón vào trong đất. Do vậy thì ngay cả vụ đông xuân thì chúng ta cũng phải quan tâm đến vấn đề này. Cái vấn đề thứ hai chúng ta cần quan tâm đó là vấn đề xâm nhập mặn ở những cái vùng đất ven biển. Chúng ta biết là hiện nay là trong điều kiện biến đổi khí hậu thì cái điều kiện và nước mặn xâm nhập nó thì nó là một nguy cơ, đặc biệt là giai đoạn cuối vụ đông xuân. Thì đây là một vấn đề mà chúng ta cũng phải hết sức quan tâm. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề ngộ độc hữu cơ. Hiện nay thì do là bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long phần lớn các vùng là chúng ta đang canh tác là khoảng 3 vụ. Có những cái vùng là thậm chí là cái thời gian nghỉ giữa vụ rất là ngắn, có thể chỉ khoảng 1 tuần đến 10 ngày thôi. Và cái thời gian ngắn như vậy giữa các vụ á, thì nó có thể ra gây cái nguy cơ cái ngộ độc hữu cơ, đặc biệt là ở giai đoạn khoảng 20 đến 30 ngày sau khi chúng ta canh tác. Thì ba cái vấn đề này nó có khả năng nó làm, thứ nhất là nó làm tăng cái chi phí canh tác của bà con lên, thứ hai nữa là nó giảm năng suất và ảnh hưởng một phần nào đó đến cái chất lượng lúa nếu mà chúng ta không có cái biện pháp quản lý thật tốt. Thì từ vụ đông xuân năm nay thì Bình Điền sẽ chính thức đưa ra thị trường cái dòng sản phẩm mới, đó là sản phẩm đầu trâu bio canxi. Thì bio canxi thành phần chính của nó thì nó là cái phân bón mà chứa cái hàm lượng vôi rất là cao. Với cái hàm lượng CaO cao như vậy nó sẽ góp phần nó xử lý được hai cái vấn đề lớn cho cái đất lúa đồng bằng sông Cửu Long. Thứ nhất là vấn đề phèn, thứ hai nữa là vấn đề nó hỗ trợ vấn đề rửa mặn. Thì với cái điều kiện mà canh tác chúng ta bổ sung thêm cái bio canxi thì bà con thấy rằng là ở các cái mô hình mà Bình Điền đã thực hiện thì khi bón vào như vậy thì ngay lập tức nó có thể nó cải tạo được cái pH tăng lên khoảng 0,3 đến 0,5. Và nếu mà chúng ta áp dụng sớm kèm theo cái biện pháp quản lý nước thật là tốt, rửa khoảng 1 đến 2 lần trước khi chúng ta canh tác thì nó có thể tăng pH lên khoảng 1 độ. Thì chúng ta thấy là đối với đất đồng bằng sông Cửu Long pH dao động khoảng từ 4 đến 4,5 thì nếu mà tăng lên 1 độ thì cơ bản thì pH ở đất trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long nó được khoảng 5,5 là đảm bảo đủ điều kiện cho canh tác. Và khi pH tăng lên như vậy thì chúng ta thấy rằng là nó mang được rất nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là bộ rễ cây lúa sẽ có điều kiện phát triển rất là nhanh. Thứ hai nữa là chúng ta có thể giảm được cái lượng phân bón, tại vì nó bản thân khi pH tăng thì các nguyên tố trong đất nó sẽ hữu dụng tốt hơn, hay đặc biệt là NPK thì cây lúa hấp thu tốt hơn. Cái vấn đề thứ hai nữa của biocanxi mà khi chúng ta bón vào trong đất á, là bản thân trong cái phân bón này nó được bổ sung cái hệ thống các cái vi sinh vật dạng bacillus có thể sống được trong môi trường nước. Thì trong đó có 3 nhóm vi sinh vật chính. Nhóm đầu tiên đó là vi sinh vật cố định đạm. Thì nhóm này nếu nó phát triển thì nó sẽ hấp thu đạm và nó sẽ bổ sung được cái nguồn đạm vào trong đất. Nhóm thứ hai nữa là vi sinh vật phân giải lân khó tiêu. Thì cái nhóm này nếu mà chúng ta bổ bổ sung vào thì thấy rằng là trong đất chúng ta là bản thân đất phèn thì lân khó tiêu nhiều lắm. Nếu mà chúng ta bổ sung vào thì nó sẽ phân giải cái lân khó tiêu này thành cái dạng lân dễ tiêu, thì cây trồng sẽ hấp thu tốt hơn. Cái nhóm thứ ba đó là một cái nhóm phân giải về cái cellulo. Thì với cái nhóm này thì nếu bà con bón sớm thì chúng ta thấy rằng là sẽ hỗ trợ cho rơm rạ trong đất lúa nó sẽ phân hủy nó tốt hơn. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta sử dụng một cách hiệu quả kết hợp với các cái biện pháp quản lý nước tốt thì nó sẽ góp phần nó giảm được cái hoạt động cơ.
Theo dự báo của ngành chức năng, vụ đông xuân 2024-2025, dự báo thời tiết, khí tượng, thủy văn và tình hình sâu bệnh gây hại diễn biến phức tạp. Để hạn chế rủi ro do ảnh hưởng thời tiết, thủy văn và xâm nhập mặn, ngành nông nghiệp từng tỉnh xây dựng khung lịch thời vụ gieo xạ chung cho toàn tỉnh, chú trọng khâu làm đất đầu vụ để cây lúa khỏe, phát triển tốt ngay từ đầu vụ. Để chuẩn bị cho cái vụ đông xuân này đạt hiệu quả trong đề án này, thì ngay trong thời điểm này thì bà con vừa thu hoạch dứt điểm thu lúa thu đông, thì một là phải tập trung là thu gom rơm ra khỏi đồng ruộng, đồng thời là khi tiến hành xới đất thì chúng ta nên bón lót cái phân bio canxi này vô để giúp cho cái cây lúa nó đất chúng ta được là giải độc được cái phèn, và thứ hai là ngoại độc hữu cơ, đồng thời là giúp cho cái rơm rạ nó còn sót lại trong ruộng gốc rạ được mau phân hủy tốt hơn. Để bước vào đầu vụ đông xuân chúng ta xuống giống thì cái một là cái chất lượng đất chúng ta được cải tạo tốt, thì chúng ta gieo xạ xuống hạt giống sẽ phát triển tốt từ ngày đầu vụ, thì từ đó là thuận lợi cho về sau lần chăm sóc cũng như là nên thu hoạch của vụ đông xuân đạt được thắng lợi. Trong điều kiện bón phân thì bà con có thể áp dụng hàng vụ, không chỉ riêng là cái vụ hè thu. Đối với vụ đông xuân thì chúng ta có thể bón liều lượng khoảng 100-150 kg trong hecta, và chúng tôi khuyến cáo bón thật sớm. Nếu mà có điều kiện thì ngay từ khi thu hoạch vụ lúa thu đông thì chúng ta tiến hành bón bio canxi và chúng ta tiến hành cày xới để cho cái ruộng lúa nó có cái thời gian nghỉ giữa hai vụ, thì cái thời gian đó là cái giai đoạn mà nó sẽ giúp cho cái phân giải cái hữu cơ nó tốt hơn. Còn nếu mà không có điều kiện nghỉ giữa các vụ thì chúng ta cố gắng chúng ta bón ở giai đoạn trục trặc lần cuối trước khi chúng ta thay nước 1-2 lần gì đó để chúng ta cải tạo được cái môi trường đất tốt. Thì với sản phẩm này thì chúng tôi kỳ vọng nó sẽ góp phần nó làm cho cái môi trường đất nó khỏe, nó bền vững hơn, và đồng thời nó góp phần giảm được cái chi phí, nhất là cái chi phí phân bón trong canh tác lúa mà sao là đòn bà con nông dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Con nông dân, tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và bà con cùng đến với tiểu mục Alo canh tác thông minh. Để tìm hiểu về cái vai trò của cái dưỡng chất lân trong cái tiến trình ra hoa ở sầu riêng đó, thì em có thể tìm hiểu thêm chi tiết trong cái chương trình canh tác thông minh. Có một cái số nói về cái việc mà vai trò của cái dưỡng chất lân trong cái tiến trình ra hoa của sầu riêng, thì em có thể tìm hiểu thêm ở trong cái chương trình này. Còn về em hỏi gì chứ là bây giờ cái lân á, thì khi mình bón để giúp cho cái việc ra hoa đó thì mình nên bón vào thời điểm nào? Thì thông thường mình phải bón nó hơi sớm một chút, có nghĩa là nếu như mà em đã làm xong một cái cơ đọt, cái lá của cái cơ đọt thứ nhất mà nó đã trưởng thành đã già đó, thì em có thể là tiến hành em bón phân cho nó cái đợt này. Nhưng mà tị lưu ý cái vấn đề ra hoa không chỉ đơn thuần là chỉ có lân, nó có cái vai trò rất là quan trọng, nhưng mà để nó cân đối thì em cũng phải bón có cả đạm và cả kali nữa, tức là nói chung là mình bón NPK đó, nhiều khi thêm cả trung vi lượng nữa. Mà nếu mà NPK thì em nhớ rằng là trong cái giai đoạn này mình bón cái loại phân mà người ta nói là nó có cái hình chữ V ngược, NPK có hình cái chữ V ngược đó, có nghĩa là đạm thấp, lân thì cao, kali thì thấp. Bởi vì kali đó sau khi mà nó đậu trái rồi mình mới là tăng kali. Còn ở cái giai đoạn mà
mà phục hồi cây sau khi thu hoạch đó, thì lúc đó mình bón đạm cao. Còn ở cái thời kỳ ra hoa này á, thì đạm thấp, kali thấp, nhưng mà lân cao nên nó có cái hình cái chữ V ngược như thế này. Mà trong cái hình chữ V ngược này á, thì em thấy là cái phân đầu NPK mà đầu trâu AT2 đó, thì nó có khoảng là 7%, nó có 7% đạm, 17% lân và 12% K2O, có nghĩa là 17% P2O5, tức là lân đó. Thì như vậy thì em nên bón cho nó ở cái thời điểm như vậy. Còn nếu như trong trường hợp mà em có thể là làm 2 cơ đọt, 3 cơ đọt, thì cái khuyến cáo ở đây là em có thể là bón trước khi em cho cái sầu riêng ra hoa vào khoảng cái chừng 2 tháng là cũng được. Thì cái đấy là cái thời điểm mà em nên cái bón phân mà NPK có cái hàm lượng mà lân cao vào cái giai đoạn đó. Chúc em thành công. Vùng tôi sản xuất 3 vụ lúa một năm, thời gian vụ trước đến vụ sau chỉ 2 đến 3 tuần là phải xạ lại, gom gạ trên đồng để lại được cày vụ trong đất. Vì vậy, ruộng lúa thường hay xảy ra ngộ độc hữu cơ. Tôi nghe nói là công ty Bình Điền có dòng sản phẩm Bio Canxi. Xin hỏi sản phẩm này có giúp giải quyết được ngộ độc hữu cơ không? Xin cảm ơn. Giải đáp câu hỏi tuần trước, thời điểm quyết định bón phân tạo mầm hoa cho sầu riêng, nên chọn thời điểm khi cơi lá thứ 3 mở hết còn một cặp lá. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Lê Hùng, tỉnh Vĩnh Long đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án A của câu hỏi. Phần quà một cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này, đầu trâu Bio Canxi của công ty cổ phần phân bón Bình Điền có tác dụng gì? A. Giúp hạ phèn, nâng pH. B. Nâng cấp canxi, magie, kẽm. C. Cung cấp vi sinh vật phân giải lân, cellulo và vi sinh vật cố định đạm. D. Cả A, B, C đều đúng. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Đến đây thời lượng chương trình xin được khép lại. Mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc là canh tác thông minh a@bìnhđiền.com hoặc có thể gọi về tổng đài 084-3968-777. Quý vị và bà con có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là trên kênh YouTube canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi chương trình suốt 20 phút vừa qua. Xin cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại Đông Nam Bộ, nhà vườn trồng cà phê đã bắt đầu thu hoạch trái. Ở thời điểm sau thu hoạch, bà con sẽ cần chú ý phục hồi vườn cây ra sao? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 3 tháng 11 năm 2024.